Mình giống như ảo thuật gia luôn á. Nè, nghỉ chơi đi con, đùi gà mà con thích nè. Ồ, đùi gà, ngon quá đi. Sao con lại vứt đồ lung tung như vậy, lại còn không chịu rửa tay nữa? Tay con sạch mà. Con ăn hết cả dĩa hả? Ngon mà mẹ. Mẹ làm đồ ăn là ngon tuyệt. Nó không chừa cho mình một miếng nào luôn. Ngon quá. Con đi ngủ nha mẹ. Đớm, con phải rửa miệng sạch sẽ trước khi đi ngủ chứ. Con buồn ngủ quá rồi. Thiệt tình hết biết mà. Ôi da, tiêu cái răng của mình rồi. Cái nhà này ăn chẳng chừa mình một miếng nào cả. Cộng xương cũng sạch bóng. Ý, là mua đuôi gà chiên. Là ngon mà. Cái gì cắn miệng con vậy mẹ ơi? Thì ra là ngươi. Đứng lại. Con bị chuột cắn đâu mà ba mẹ còn cười nữa. Cho con chừa cái tội ăn uống xong mà không chịu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn. Đi ngủ mà còn dính thịt ở trên mép thì chuột cắn là phải rồi. Làm món cánh gà ngon quá làm chi? Từ nay còn không chịu rửa miệng sau khi ăn nữa không? Con không dám nữa đâu. Ngày mai con hết dám đi học luôn rồi. Ha 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 ha